Hợp đồng ở rễ, Vương Hán về Uyển Nhi, tập 36. Chờ cái gì á? Vương Hán cầm tạ, chuyên tâm rèn luyện lực cánh tay, căn bản không để ý tới câu nói của Nghê Ni Ni. Nghê Ni Ni mặc áo khoác vào, nhìn Vương Hán thật sâu một chút, sau đó hơi đỏ mặt lên. Cô đi ra bên ngoài phòng tập thể thao đón xe taxi, trong nháy mắt biến mất. Cổ quái, kỳ lạ. Vương Hán nhìn xem bóng lưng của nàng, lắc đầu. Sau đó anh đóng kín cửa kính phòng tập, treo tấm biển xin đừng quấy rầy, khoanh chân ngồi trên sàn nhà, yên lặng tu luyện nội kình. Ở bên trong tu luyện nội kình, anh đã chạm đến cửa ải cấp độ kế tiếp, cũng chính là hải mạch nhâm đốc, mà bên trong rất nhiều tiểu thuyết võ hiệp từng nói tới, chẳng mấy chốc sẽ đánh thông. Trên xe taxi, Nghe Ni Ni từ trong kiến chiếu hậu nhìn phòng tập thể thao một chút, cũng nhìn thấy Vương Hán đi ra đóng cửa, sắc mặt càng ngày càng đỏ bừng lên. Có một loại cảm xúc được gọi là lòng biết ơn, và có một loại tình yêu được gọi là tình yêu sét đánh. Vì đại tiểu thư này xuất thân bất phàm, vừa lúc đồng thời bị hai loại tình cảm đánh trúng, giống như là vừa trúng một tiễn xuyên tim của thần tình yêu Cupid. Xuất hiện đầy trong đầu đều là gương mặt lãnh đạm của Vương Hán. Nam nhân kia, thái độ càng lạnh nhạt, nàng lại càng không cách nào tự kiềm chế, yêu muốn chết đi sống lại. A Lương, Nghe Ni Ni lấy điện thoại ra bấm một dãy số. Tôi về rồi. Trong điện thoại, nam nhân tên A Lương, thanh âm vô cùng kinh hỉ, thậm chí ẩn ẩn có chút run rẩy. Đại tiểu thư, cô không giận lão gia nữa sao? Chuyện này sau này hãy nói, Nghe Ni Ni nói khẽ. Đêm hôm qua, quán ba Yến Phi phát sinh một ít chuyện, từ 10 giờ tới 10 giờ 30 phút, tôi cần tất cả dữ liệu giám sát. Sau khi về nhà, nhất định tôi phải nhìn thấy. A Lương lập tức trả lời chắc chắn. Vâng. Nghe Ni Ni cúp điện thoại, lần nữa quay đầu, nhìn một chút phòng tập thể thao xa xa. Sau đó xoay đầu lại, đối với lái xe nhẹ giọng mở miệng. Rẽ ở ngã tư tiếp theo, đi quận mới Yến Kinh, Nghê Phủ. Nghê Phủ. Tại xã hội hiện đại, tuyệt đại đa số biệt thự thường thường được gọi là Lý Trạch, Trương Trạch. Giống như là biệt thự của Cố Nguyên Châu, treo bảng hiệu chính là Cố Trạch. Cho dù là Tôn gia, cổng treo cũng chẳng qua là Tôn Trạch. Còn có thể treo cái chữ Phủ này, không chỉ phải siêu giàu mà còn phải có đủ lai lịch, hoặc được lưu truyền từ xa xưa đến nay. Nghê Phủ chính là một cái ẩn thế gia tộc như vậy. Tại Yến Kinh không có danh khí gì, nhưng mà năng lượng chân chính lại phảng phất như vực sâu không đáy, tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào khinh thường. Một ngày, hai ngày, ba ngày, thời gian trôi qua nhanh chóng, và năm ngày đã trôi qua kể từ trận đánh nhau ở quán bar. Trong năm ngày này phát sinh rất nhiều chuyện. Hổ Ca dẫn đầu tiểu đệ của hắn, tổng cộng có hơn 70 người cùng đi công ty Thiên Vương An Bảo xin việc. Toàn bộ đều thông qua, trở thành nhân viên chính thức của tập đoàn Thiên Vương. Trong đó có Hổ Ca, còn có thêm 79 nhân viên, tổng cộng là 80 người sắp lên đường tiến về châu Phi. Cũng đồng dạng là trong vòng 5 ngày này, ba nữ đồng học của Lâm Khả Hân toàn bộ đã về nhà, chỉ có Trình Bân ở lại, ở cùng Lâm Khả Hân trong khách sạn, tình nguyện tốn nhiều tiền cũng không nguyện ý ở tại Vệ Gia. Ai cũng không muốn nhìn thấy cái mặt thối của Vệ Trạch Động, động một chút lại tức giận nhảy đông đổng lên. Buổi sáng của ngày thứ 6, anh rể, Lâm Khả Hân và Trình Bân lái chiếc Lincoln phiên bản giới hạn toàn cầu của Vương Hán, như cơn lốc chạy vào phòng tập thể dục nhỏ của Vương Hán. Vừa bước vào tới cửa, lập tức sửng sốt, choáng váng. Một nữ hài nhi xinh đẹp không thể tưởng tượng, dung mạo tuyệt trần, mặc một bộ quần áo thể thao đắt tiền, đang xoa bả vai, rất thân mật với Vương Hán. Mà Vương Hán thì một mặt bất đắc dĩ, nhìn qua, giống như còn có một chút hưởng thụ. Là Nghê Ni Ni. Năm ngày qua, nàng từ Thiên Đô đến phòng tập thể thao của Vương Hán rèn luyện thân thể, hỏi han ân cần, từng ly từng tí, thậm chí mang đến cao dược trị sẹo chưa từng thấy xuất hiện trên thị trường để xóa vết sẹo cho Vương Hán, mà rõ ràng vết sẹo đã mờ đi rất nhiều. Buông,
buông nam nhân kia ra. Tính khí nhỏ nhen của Lâm Khả Hân đột nhiên nổi lên, một bước vọt tới trước người Vương Hán, tức giận nhìn xem Nghê Ni Ni. Anh ấy là anh rể của tôi, cô đang làm cái gì thế? Còn có anh rể, anh nói thế nào với em? Không phải chị họ là người duy nhất trong lòng anh hay sao? Nàng làm công việc khổ cực như vậy để kiếm tiền, anh thế mà ở chỗ này cua gái và hưởng thụ sao? Vương Hán cười khổ, lắc đầu. Mấy ngày nay, anh một mực đang tu luyện nội kình, xung kích nhâm mạch và đốc mạch ở giữa đoạn mạch. Theo lý thuyết của Trung Y, đánh thông hai mạch nhâm đốc có thể kéo dài tuổi thọ, tăng cường thể chất. Trên thực tế, một lần như vậy là thời điểm sức mạnh đột phá rất lớn. Cho dù là Vương Hán, cũng rất khó một lần mà có thể thành công. Mà Nghê Ni Ni xoa bả vai cho anh, mặc dù thủ pháp không thể nào chuyên nghiệp, nhưng anh lại có thể buông lỏng cơ bắp, rất có chỗ tốt cho việc đánh thông đoạn mạch. Mà lại trọng yếu nhất chính là, coi như cự tuyệt, đều cự tuyệt không được à. Anh không chịu nổi cái cô gái xinh đẹp, mềm quấn, cứng rắn, mài này. Liền kém chủ động cho Vương Hán lên giường ấm áp. Cô chính là em họ của Vệ Uyển Nhi, Lâm Khả Hân, đúng không? Nghe Ni Ni cũng không đơn giản, đã đem thân phận ở rể của Vương Hán điều tra rõ rõ ràng ràng, lấy bối cảnh sau lưng của nàng. Căn bản không sợ Vệ gia, càng sẽ không e ngại Lâm Khả Hân, mặt mũi tràn đầy đắc ý. Tôi chính là xoa bóp cho Vương Hán, tôi chính là thích Vương Hán, cô có thể làm gì được tôi à? Lâm Khả Hân tức giận giậm chân. Được rồi, Vương Hán, hôm nay chị họ tôi đi châu Phi, không phải anh đã nói muốn đi cùng chị ấy hay sao? Tôi đến đây đặc biệt để thông báo cho anh biết, đó là cách anh đối xử với chị họ tôi sao? Không phải. Vương Hán trịnh trọng lắc đầu. Lúc đầu anh thực sự cũng dự định lấy thân phận Trương Phong, âm thầm bảo vệ Vệ Uyển Nhi. Bất quá bây giờ, rõ ràng đã không thích hợp. Xung kích hai mạch nhâm đốc, nhất định phải thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Hiện tại đang là mùa đông, tài trong ngũ hành thuộc thủy, nội kình liên miên kéo dài là thích hợp nhất để đột phá. Mà châu Phi bên kia, khí hậu nóng bức khô ráo, ngũ hành thuộc hỏa, không có lợi cho tu luyện đột phá huyết mạch. Một khi bỏ lỡ cơ hội lần này, lần sau muốn xung kích là phải một năm về sau. Nhưng Vương Hán không thể chờ. Tôi đã xem danh sách 80 người đi châu Phi. Vương Hán chân thành nói, Tôn Chính Định đi châu Phi, Tôn Nghĩa An đã thu xếp hơn 100 tên bảo vệ, lại thêm vệ sĩ của tập đoàn Thiên Vương phái ra. Có mấy người bằng hữu mà tôi biết, tuyệt đối có thể cam đoan an toàn cho Uyển Nhi. Đương nhiên, anh có thể đảm bảo tuyệt đối. Trần Phi Tinh, Trụ Tử, Bản Lâm, trong 9 siêu cấp Bình Vương, lần này có 6 người cùng đi châu Phi, căn bản không có khả năng xảy ra bất kỳ sai lầm nào. Lâm Khả Hân tức giận. Anh rể, tôi tin tưởng anh, nhưng tôi không tin nữ nhân này. Nàng chính là thừa dịp chị họ không ở đây, lợi dụng lúc chị họ tôi đi vắng, cố ý dụ dỗ anh. Trình Bân tại quán bar từng gặp qua Nghê Ni Ni, còn thân hơn nữa, vì đã từng hai tay nâng lấy nàng, nên thử thăm dò nói ra. Nghê tiểu thư, cô đã biết tình huống của anh rể, cô xen vào hôn nhân người khác, chuyện này không quá phù hợp à, tựa như là tiểu tam à. Tôi làm sao có thể là tiểu tam chứ? Nghê Ni Ni lẽ thẳng khí hùng. Tôi biết Vương Hán đã kết hôn, cho nên tôi là quang minh chính đại theo đuổi Vương Hán. Chờ Vương Hán cùng Vệ Uyển Nhi ly hôn, sẽ cưới tôi. Vương Hán, anh nói cho bọn họ biết, tôi nói có đúng hay không? Vù vù. Ánh mắt Lâm Khả Hân cùng Trình Bân như tia chớp rơi vào trên mặt Vương Hán. Cô ấy nói không hoàn toàn đúng. Vương Hán nhún nhún vai, lắc đầu cười. Đúng là cô ấy đang theo đuổi tôi. Chẳng qua là tôi đã minh xác tỏ thái độ, cự tuyệt mọi sự quấy rối. Nghe tiểu thư hiện tại chỉ là bạn bè bình thường của tôi, thuộc loại bạn bè bình thường nhất. Nghe tiểu thư, tôi nói đúng hay không? Không đúng. Nghe Ni Ni hừ nhẹ một tiếng. Tôi không phải là bằng hữu bình thường, mà là hồng nhan tri kỷ thân mật nhất. Về sau, nhất định sẽ trở thành vợ của anh. Bên cạnh Lâm Khả Hân tức quá mà cười. Tốt à, hóa ra là như thế. Anh rể tôi đều đã cự tuyệt cô, cô còn quấn quýt bám chặt lấy, không muốn mặt mũi à. Tôi hiện tại liền đi nói với chị họ, cô chờ đó cho tôi. Nói xong túm chặt cánh tay Trình Bình, đi ra sân bay.
Trình Bân một mặt cầu cứu nhìn về phía Vương Hán. Anh rể, cái này tôi cũng đi. Vương Hán từ sàn nhà đứng lên, đi lên phía trước mấy bước, bước chân đột nhiên dừng lại, sắc mặt cổ quái. Khí kinh trong cơ thể một trận bộc phát, kinh mạch bên trong thân thể ẩn ẩn buông lỏng, như bắt đầu đột phá. Anh rể, Trình Bân lờ mờ nhận ra cái gì đó, mặt mũi tràn đầy khẩn trương. Anh không sao chứ? Vương Hán khoát khoát tay, không có việc gì, tôi không đi ra sân bay nữa. Cầu cùng Khả Hân thay tôi tiễn đưa Uyển Nhi, chúc nàng tại châu Phi hết thảy thuận lợi. Được. Trình Bân lập tức gật đầu. Lâm Khả Hân phùng mang trợn má, lái chiếc Lincoln phiên bản giới hạn của Vương Hán, vội vàng lao ra sân bay. Nghe Nini nhìn xem bọn họ lái xe rời đi, một mặt thâm tình nhìn Vương Hán. Tôi biết anh là ở rễ Vệ gia, tại nhà họ không có địa vị gì, là bọn họ có mắt không trồng, không biết đến tài năng của anh. Vương Hán, chỉ cần anh cùng Vệ Uyển Nhi ly hôn, tôi cam đoan sẽ yêu anh, tôn trọng anh, sẽ không để cho anh bị phân biệt đối xử. Hả? Phân biệt đối xử sao? Vương Hán âm thầm buồn cười, chậm rãi lắc đầu. Nghe tiểu thư, tôi hiện tại có chuyện phải làm, mời cô rời đi. Mặt khác, nếu như cô nguyện ý cùng tôi kết giao bằng hữu, như vậy, xin hãy giữ một khoảng cách, không nên lại đến quấy rầy tôi. Vừa nói một bên đưa tay chỉ ra cửa phòng tập thể thao. Cửa ở bên kia, không tiện. Buổi chiều, tôi lại đến nhé. Nghe Nini đeo túi sắt, thổi cho Vương Hán một cái hôn gió, cười đắc ý. Đừng quên, tôi là hội viên VIP nơi này của anh, tôi phải đến tập luyện. Nói xong, thật vui vẻ, nhảy chân sáo rời đi. Nữ nhân này, thật là phiền phức à. Vương Hán thở dài, đóng cửa cuốn phòng tập thể thao, khoanh chân ngồi trên sàn nhà, vận chuyển nội kình, bắt đầu đột phá cửa ải. Tại sân bay Yến Kinh, tập đoàn Thiên Vương An Bảo tổng cộng 82 người, bao gồm 80 bảo vệ cùng Vệ Uyển Nhi, còn có nữ thư ký riêng Hàn Hiếu Tình, cộng thêm đội vệ sĩ của Tôn Chính Đình và Tôn Gia, đang chuẩn bị làm thủ tục đăng ký lên máy bay hàng không dân dụng. Chị họ, chị họ! Những tiếng kêu to vội vàng từ đằng xa truyền đến. Lâm Khả Hân lôi kéo Trình Bân một đường vọt tới trước mặt Vệ Uyển Nhi, thở hồng hộc không ra hơi. May mắn em đến kịp thời, có vấn đề nhất định phải nói cho chị biết. Anh rể... Nàng đem mọi chuyện của Vương Hán cùng Nghe Nini nhanh chóng nói hết một lần. Ồ, Vệ Uyển Nhi gật gật đầu, hiển nhiên không có để ý, để ở trong lòng. Quấy rối mà thôi, không cần phải để ý đến. Lâm Khả Hân trừng mắt, chị họ, chị liền không có một chút cảm giác nguy cơ nào sao? Anh rể ưu tú như vậy, đừng để bị nữ nhân kia cướp đi à. Ưu tú sao? Vệ Uyển Nhi nhịn không được phá lên cười. Hợp đồng vợ chồng mà thôi, có người theo đuổi Vương Hán là chuyện tốt. Chờ hợp đồng đến kỳ hạn, anh ta cũng nên tìm bạn gái đường đường chính chính. Hiện tại mở một con mắt, nhắm một con mắt, để anh ta muốn làm gì thì làm. Bất quá, trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng vẫn là không nhịn được, có loại cảm giác mất mát nhàn nhạt, cảm giác trống rỗng, phảng phất như mất đi một thứ gì đó quan trọng, thậm chí có một chút ghen tuông khó tả. Đăng ký đi, chúng ta xuất phát. Vệ Uyển Nhi khoát khoát tay. Khả Hân, Trình Bân, chị đi châu Phi không ở lâu đâu, thu xếp xong công việc ở đó, chị sẽ trở về Yến Kinh, sẽ chỉ mất nhiều nhất một tuần, trở về lại cùng hai người đi chơi. Tất cả mọi người leo lên máy bay, hướng châu Phi bên kia bờ đại dương bay đi. Lúc này Lâm Khả Hân cùng Trình Bân đã đi tới cổng sân bay. Trước cửa sổ lên máy bay xa xa, Về Trạch Đống và Lâm Dung đứng ở một góc khuất, yên lặng nhìn xem nữ nhi cất cánh, nhẹ nhàng thở dài một hơi, quay người và cũng đi về phía lối ra sân bay. Dù là mỗi ngày đều cãi nhau, nhưng nữ nhi là máu thịt của bọn họ. Châu Phi bên kia rung chuyển bất an, nguy hiểm trùng điệp, bọn họ lại làm sao có thể yên tâm được chứ? Máy bay từ Yến Kinh bay ở độ cao thẳng đến Johannesburg, mất tổng cộng 14 giờ, đến sân bay Yon đã là 12 giờ khuya. Toàn bộ sân bay được chiếu sáng rực rỡ. Chào Tôn, bạn của tôi. Vừa xuống máy bay, một thanh niên tóc vàng đẹp trai đi cùng hai vệ sĩ ôm Tôn Chính Đình trìu mến, cười nói, nói tiếng Viêm Hạ, không được lưu loát lắm. Đã sớm muốn bạn đến châu Phi để phát triển sự nghiệp, nhưng bạn vẫn không chịu đi.
hiện tại đang vì cái gì mà đột nhiên chạy đến đây à? Tôn Chính Đình có nỗi khổ tâm không nói ra được. Ngươi cho rằng ta muốn đến đây sao? Bởi vì đắc tội Vương Thiếu mới bị đày tới nơi này. Cả đời này cũng đừng nghĩ về nước à. Tôi giới thiệu cho bạn một chút. Tôn Chính Đình đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nhanh chóng vùng vẫy, thoát ra khỏi vòng tay nhiệt tình của người thanh niên tóc vàng. Vị này là vệ quản lý, công tác bảo an của tôi tại Châu Phi, chính là do vệ quản lý phụ trách. Vừa nói, một bên nháy mắt liên tục với thanh niên tóc vàng. Caron, cậu ngàn vạn lần không thể đắc tội vị vệ tiểu thư này à. Nàng là vợ của Vương Thiếu, nhất định phải được ngưỡng vọng à. Xin chào. Vệ Uyển Nhi cười lịch sự, đưa tay về phía Caron. Anh Caron, lúc trên máy bay, Tôn Thiếu có nhắc tới anh với tôi, nói rằng anh là bạn thân của anh ta. Tại Châu Phi, tôi phụ trách công việc an bảo, và tôi hy vọng anh Caron có thể hỗ trợ giúp tôi. Caron không có cùng Vệ Uyển Nhi bắt tay, bởi vì ánh mắt của anh ta khi rơi vào trên mặt Vệ Uyển Nhi đã nhìn ngốc trệ rồi à. Không thể không nói, Vệ Uyển Nhi thực sự cực kỳ xinh đẹp, có hết thảy ưu điểm của mỹ nữ Đông Phương. Con ngươi màu đen, tóc dài xõa ngang vai, dáng người hoàn mỹ không một tì vết, khí chất lại xuất chúng, lại là có hai bằng tiến sĩ kinh tế học, trí tuệ độc nhất vô nhị mà người thường không thể có được. Một cái nhăn mày, một nụ cười đều có một sức quyến rũ khó tả, đang điên cuồng hấp dẫn lấy thần kinh của Caron. Ôi chào vệ tiểu thư, xin hãy tha thứ cho sự đột ngột của tôi, cô thực là xinh đẹp. Caron khoa trương kêu lên, mà sau đó một động tác lễ nghi quý tộc tiêu chuẩn Pháp quốc. Xin cho tôi giới thiệu một chút, tôi là người kế thừa đời thứ 24 của gia tộc Caron. Tôi rất hân hạnh được gặp vệ tiểu thư. Trong lúc nói chuyện, anh ta duỗi tay phải ra, cầm lấy đầu ngón tay tinh tế của Vệ Uyển Nhi, cúi người hôn lên lưng bàn tay trắng nõn của cô. Nhưng mà một tấm khăn tay ẩm ướt vừa che đúng tại trên lưng bàn tay của Vệ Uyển Nhi. Hàn Hiếu Tình chớp chớp mắt nghiêm nghị nói, anh Caron, vệ quản lý đã đi máy bay mười mấy tiếng rồi, xuống máy bay còn chưa có rửa tay đâu đó. Động tác của Caron cứng đờ, có chút lúng túng, đem miệng cất lại, rất có phong độ, cười cười, là tôi quá cao hứng, thật xấu hổ. Hàn Hiếu Tình nhìn Vệ Uyển Nhi một chút, thấy nàng không tức giận, trong lòng cũng an tâm một chút. Nguy hiểm thật, nếu để cho Vương Thiếu biết người đàn ông này dám hôn chị dâu, còn không phải là nổi trận lôi đình, tức giận hay sao? Sắp xếp mình ở bên cạnh chị dâu là đúng rồi, ai cũng đừng mong chiếm được một chút tiện nghi của chị dâu đâu đó. Sau lễ đón đơn giản tại sân bay, Vệ Uyển Nhi cùng các nhân viên bảo vệ di chuyển về khách sạn. Caron đó là ai? Trong phòng tổng thống siêu sang trọng của khách sạn 6 sao, Vệ Uyển Nhi thay đồ ngủ, quay đầu nhìn Hàn Hiếu Tình cũng đang mặc đồ ngủ, vẻ mặt nghiêm túc, kiểm tra đi. Hàn Hiếu Tình nhanh chóng thao tác trên máy tính bảng, chỉ sau nửa phút, hai mắt sáng ngời, tôi tìm được rồi. Caron, 24 tuổi, nhà quý tộc kỳ cựu Pháp quốc, như đã nói trước đây, là người kế thừa đời thứ 24. Cả gia tộc có bề dày lịch sử hơn 700 năm. Gia tộc vô cùng lớn mạnh, và cha của anh ta, Cardinal Sen, là đại thần của Pháp quốc tại Nam Phi, tương đương với đại tướng nơi biên cương, quyền cao chức trọng. Gia tộc Carolin có quan hệ làm ăn với Tôn gia, bọn họ có quan hệ mật thiết với nhau. Hàn Hiếu Tình nhìn màn hình máy tính, nghiêm túc nói, Uyển Nhi tỷ, Caron này có danh tiếng, tuổi còn trẻ đã tiếp nhận một bộ phận sự nghiệp rất lớn của gia tộc. Sự nghiệp và tính cách đều tốt, đã từng có mối tình 2 năm với một công chúa của hoàng tộc Pháp quốc, về sau chia tay, đến giờ vẫn còn độc thân, không có việc gì xấu xảy ra. Vệ Uyển Nhi chậm rãi gật đầu, những nội dung này Tôn Chính Đình thời điểm ở trên máy bay liền đã nói qua. Chỉ có điều, thân phận bọn họ loại này trên Internet rất khó tra ra được cái tư liệu hữu dụng gì. Coi như anh ta có là người xấu, đại gian đại ác, cũng không có khả năng bày ra rõ ràng ở trên mạng để cho người nhìn thấy. Đinh linh linh, một tiếng chuông cửa lanh lảnh cắt ngang dòng suy nghĩ của Vệ Uyển Nhi. Caron.
Anh ta đã thay một bộ lễ phục dạ hội quý tộc rất chỉnh tề, lịch sự đứng ở cửa phòng. Về tiểu thư, cô có nghỉ ngơi gì hay không? Tôi đã sắp xếp một bữa tiệc tối chào mừng, rất mong cô có thể đến tham dự. Hàn Hiếu Tình vô thức cự tuyệt, không. Nhưng nàng muốn nói, không đi. Xin lỗi. Vệ Uyển Nhi ngắt lời Hàn Hiếu Tình, nói tiếp với anh ta. Anh Carol, anh chờ một chút, tôi sẽ thay quần áo. Sau 5 phút, Vệ Uyển Nhi và Hàn Hiếu Tình đều thay quần áo, cùng Carol đi thang máy, đi tới sảnh tiệc lớn trên lầu 2 của khách sạn. Thời gian trôi qua nhanh chóng, chỉ chớp mắt, đã qua 7 ngày. 7 ngày sau đó, đêm khuya 12 giờ. Trong phòng thể hình, Vương Hán khoanh chân, ngồi trên sàn nhà, mở choàng mắt, trong miệng quát khẽ một tiếng. Đi! Uinh! Trong cơ thể Vương Hán, phảng phất có thứ gì đó vỡ tung, phát ra một tiếng vang ngột ngạt nặng nề, mà theo một tiếng quát khẽ của Vương Hán, một luồng khí trắng từ trong miệng Vương Hán phun ra, giống như một mũi tên vô hình. Trên không trung vang lên một tiếng nổ vô cùng lớn. Xong rồi! Vương Hán tươi cười rạng rỡ. Lần đột phá này kéo dài đủ 7 ngày, rất nhiều kinh mạch trong cơ thể được khai thông, theo lý thuyết trung y gọi là khai thông kinh mạch. Thực ra theo phương pháp luyện tập của cổ võ Viêm Hạ, nghĩa là bây giờ Vương Hán đã chính thức vượt qua phạm trù người bình thường. Mỗi một chỉ số trên cơ thể anh đều vượt xa giới hạn của một người, của mọi người, tương đương với võ giả tiên thiên thời cổ đại. Có một cơn đói cồn cào trong bụng, dạ dày và ruột chuyển động nhanh chóng, bề mặt cơ thể toát ra mồ hôi mịt, còn tiết ra một lớp tạp chất dày đặc giống như một loại thuốc mỡ màu đen, toát ra mùi hôi thối. 7 ngày không ăn không uống, người bình thường sớm liền đã chết rồi. Vương Hán đứng dậy, tắm nước lạnh thoải mái trong phòng tắm thể dục, thay một bộ quần áo thể thao sạch sẽ, sau đó mở điện thoại ra. Đôi mắt anh ngay lập tức trợn tro. Hơn 120 cái tin nhắn ngắn, còn có hơn 70 cuộc gọi nhỡ, phần lớn là của Nghe Nini, còn có gần một nửa là của Lâm Khả Hân cùng Trình Bân. Cuộc gọi nhỡ cuối cùng thực sự là của Hàn Hiếu Tình. Hữu Tình, điện thoại cho mình. Không lẽ Châu Phi bên kia có chuyện gì rồi hay sao? Vương Hán bỏ qua tất cả những cuộc gọi khác, không gọi điện thoại trực tiếp cho Hàn Hiếu Tình, thay vào đó là gửi ra một loại mật mã long tổ. Cùng trong một thời gian đó, Johannesburg, khách sạn Lục Tình, Vệ Uyển Nhi ở phòng bên cạnh. Hàn Hiếu Tình liếc nhìn điện thoại, có chút hoảng hốt, lập tức bấm máy gọi lại. Hiếu Tình à? Vương Hán cầm điện thoại, biểu lộ nghiêm túc. Xảy ra chuyện gì rồi? Hàn Hiếu Tình so với Vương Hán còn muốn nghiêm túc hơn. Nàng đứng nghiêm chào, sau đó trầm giọng nói. Báo cáo thiếu gia, sự tình vô cùng nghiêm trọng. Có một gã pháp quốc đang truy sát chị dâu. Liên tục 7 ngày nay, mỗi ngày đều mời chị dâu tham gia tiệc rượu. Mặt ngoài là tư vấn công tác bảo an, trên thực tế là không ngừng tặng hoa, tặng quà, còn mời chị dâu đi xem phim, dạo phố, xin vui lòng cho chỉ thị. Truy sát độc ác như vậy sao? Vương Hán sắc mặt lạnh lẽo. Pháp quốc, cô đang nói tới ai vậy? Hàn Hiếu Tình lập tức trả lời chắc chắn. Tôi đã vận dụng quyền hạn cấp 2 đối với thân phận của người này tiến hành triệt để điều tra. Hắn gọi là Carol, là... Đem thân phận Carol nói hết một lần, sau đó trịnh trọng nói. Carol không có chuyện gì xấu, ngược lại còn rất lịch sự, rất ưu tú. Đương nhiên, cùng thiếu gia ngài là không có cách nào so sánh, căn bản không cùng đẳng cấp. Mấu chốt là, anh ta đối với chị dâu phi thường dụng tâm. Món quà đắt tiền nhất mà anh ta tặng là một chiếc đồng hồ trị giá 120 triệu. Nhưng chị dâu tôi không lấy, nên tôi đã trả lại. Ít ra cũng phải vậy à. Vương Hán thở dài một hơi. Cô làm tốt lắm, tiếp tục quan sát đi, nhất định phải đảm bảo an toàn cá nhân cho Vệ Uyển Nhi. Về phần Carol này, tạm thời không cần để ý. Nói xong, cúp điện thoại. Nhưng mà điện thoại còn chưa kịp bỏ vào trong túi quần, lại có một cuộc điện thoại đánh ầm ầm đánh vào. Nghe Nini. Vương Hán vừa kết nối cuộc gọi, Nghe Nini trực tiếp òa khóc đứt nở ở đầu dây bên kia, không khỏi tức tưởi. Anh vì cái gì mà không để ý tới tôi chứ? Vì cái gì mà không nhận điện thoại của tôi? Anh có phải là
chán ghét tôi rồi hay không? Đã 7 ngày rồi, tôi gọi điện thoại liên tục cho anh, gửi tin nhắn, tới phòng tập thể thao tìm anh. Tôi tìm khắp lượt toàn bộ Yến Kinh. Tôi đã đánh mất anh rồi à. Vương Hán lập tức nín thở, trên thân nổi ra một lớp da gà. Thực sự là chịu không được à. Ta chỗ nào đều không có đi. Thời gian 7 ngày nay vẫn luôn đang đả thông kinh mạch, tâm thần toàn bộ đánh chìm trong tu luyện, căn bản không nghe thấy người gõ cửa. Cái này không quan trọng, quan trọng nhất chính là cô gái này quá bám người khác. Ta không thể trêu vào, tránh còn không tránh được nữa sao? Nghe tiểu thư, tôi có chuyện rất quan trọng, lát nữa mời cô đi ăn cơm. Vương Hán thuận miệng nói một câu, lập tức đang muốn cúp điện thoại. Trong điện thoại, người Nini gấp gáp quát to một tiếng, không cho phép cúp điện thoại. Vương Hán, anh có phải ở phòng tập thể thao hay không? Mặc kệ anh đang ở chỗ nào, tôi hiện tại liền đi qua tìm anh. Nhiều nhất là 10 phút đồng hồ, chờ tôi ở đó. Nói xong câu này, nghe Nini liền điện thoại đều không có tắt máy, lo lắng hô lên, A Lương, thu xếp xe cho tôi phải lập tức đi tìm Vương Hán. Cách đó không xa, truyền đến một tiếng đáp lại vô cùng cung kính. Vâng, tới tìm mình sao? Vương Hán tắt điện thoại di động, tiện tay nhét vào túi, đầu óc nhanh chóng chuyển động, lập tức lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn cho Long Tổ. Tuyệt đối không thể lại cùng nữ nhân này dây dưa. Đêm nay, trực tiếp thu xếp máy bay, xuyên Đại Tây Dương, bay đến Johannesburg, đi tìm Uyển Nhi à.